Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Án mạng trong dãy mía. Thường ngày cứ tầm 16 giờ là chị Ngô Kim Phương, 43 tuổi, ngụ thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, đi đánh lá mía thuê về nhà. Nhưng ngày hôm ấy không thấy chị về, gia đình chia nhau đi tìm. Đến 22 giờ, người nhà run rẩy phát hiện thi hài một người phụ nữ trong dãy mía, ấp Tân Hưng, thị trấn Búng Tàu. Nghiêm trọng hơn, nạn nhân được phát hiện trong tình trạng chiếc quần bị tụt xuống gần hết chân, hai tay đưa cao lên trời và khuôn mặt vẫn còn nguyên sự kinh hoàng, phẫn nộ. Trung tá Trần Văn Liệu, Phó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hậu Giang cùng đội trinh sát xuống hiện trường. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng nhận định nạn nhân là Ngô Kim Phương, bị sát hại và cưỡng bức. Nhận định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, hung thủ rất tinh vi khi xóa sạch hết dấu vết ở hiện trường. Những dấu vết để lại rất khó để tiến hành điều tra ra nghi phạm. Ban chuyên án đã ngay lập tức cử các trinh sát viên điều tra thu thập tin tức xung quanh. Qua các thông tin thu thập được, người dân địa phương cho biết có thấy một thanh niên quần áo ướt đi đặt phương tiện bắt cá, tôm ở khu vực trên trong thời điểm xảy ra vụ án mạng. Qua sàng lọc, các đối tượng nghi vấn, lập tức Công an tỉnh Hậu Giang đã phối hợp cùng Công an huyện Phụng Hiệp khoanh vùng những đối tượng nghi vấn và nhận định nghi phạm là Phạm Văn Thành, 24 tuổi, ngụ ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp. Khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn thì bị Công an tỉnh Hậu Giang bắt giữ. Hành trình gây án ám ảnh. Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận sau khi nhậu cùng người hàng xóm hết 2 lít rượu, anh ta ra đồng đi tìm dụng cụ bắt cá. Khi đến ruộng mía thuộc địa bàn ấp Tân Hưng, thị trấn Búng Tàu, Thành thấy chị Phương đang ngồi trên xuồng mang bao tay, chuẩn bị lột lá mía khô. Do là người quen, chị Phương trước đó có vay nợ hắn 500.000 đồng, nên Thành dừng lại nói chuyện với chị Phương vài câu, rồi chống xuồng đi tiếp. Đi được một đoạn, có men rượu trong người và đang giữ nơi hoang vắng, ý nghĩ xấu xa của Thành nổi dậy. Thành quay lại chỗ chị Phương đang đứng, yêu cầu chị Phương cho hắn quan hệ để trừ số tiền chị nợ ngày trước. Khi chị Phương cương quyết từ chối, Thành bất ngờ lao vào, ôm chị Phương từ phía sau, mặc cho chị Phương quyết liệt chống cự, nhảy xuống mương nước gần đó kêu cứu. Thành vẫn không buông tha. Thành lao theo, ôm lấy chị Phương đưa xuống nước. Đến khi chị Phương bất tỉnh, Thành kéo nạn nhân lên dãy mía, định giờ cho bị ổi, thì chị Phương bất ngờ tỉnh dậy, vùng chạy. Thế vậy, Thành tiếp tục lao theo và đưa xuống nước thêm lần nữa, cho đến khi nạn nhân không còn cử động. Lúc này, Thành kéo chị Phương lên dãy mía và thỏa mãn cơn thèm khát điên cuồng của mình. Sau khi thỏa mãn, biết chị Phương đã mất, Thành liền mặc đồ cho nạn nhân rồi về nhà, như không có chuyện gì xảy ra. Sự việc xảy ra giữa lúc buổi chiều, trên ruộng mía cao quá đầu người, chỉ có một mình nạn nhân nên tội ác của Thành không bị phát hiện. Tội nghiệp chị Phương, thường thì vặt lá mía người ta chỉ làm buổi sáng, buổi chiều không ai làm vì nắng quá. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên bà phải chấp nhận vất vả. Không ngờ đây lại là điều kiện thuận lợi cho hung thủ thực hiện hành vi phạm tội. Một hàng xóm với nạn nhân xót xa. Từ hiện trường vụ án đến nhà nạn nhân chỉ hơn 1 km, ngôi nhà lụp xụp không che nổi những cơn mưa dầm dề. Ông Lê Văn Dũng, chồng của nạn nhân, chưa hết bần thần sau những gì xảy đến với gia đình mình. Người chồng chia sẻ, sức khỏe tôi mấy năm qua không được tốt nên chỉ làm được những việc lặt vặt. Chuyện cơm áo gạo tiền đều trông chờ hết vào vợ tôi. Vợ chồng có được 3 đứa con gái, đứa lớn nhất đang chuẩn bị thi vào đại học ở Cần Thơ, đứa nhỏ nhất chỉ mới học lớp 2. Gia đình tôi khó khăn chăm bề, vừa lo ăn vừa lo tiền học cho 3 đứa con. Nhưng vợ tôi không kêu ca một lời. Bây giờ bà ấy ra đi tức tuổi như thế này,
tôi sống đây mà không thể yên lòng được. Điều mà gia đình nạn nhân bức xúc nhất là lời khai của hung thủ cho rằng nạn nhân thua bài bạc dẫn đến nợ nần 500.000 đồng. Cha của nạn nhân buồn bã cho biết, con gái tôi hiền lành, ai cũng biết, nó chăm chỉ làm ăn nuôi chồng con. Thời gian đâu mà bài bạc rồi đến nợ nần hung thủ đến mức ấy. Thêm một điều nữa mà người nhà nạn nhân không hiểu được, bà Phương vốn sức khỏe rất tốt, sức vóc lại cao to hơn người. Với một người đàn ông bình thường, muốn quật ngã con tôi còn khó khăn, huống gì là một thanh niên đang say rượu. Tôi nghi ngờ nó dùng thủ đoạn nào đó để hãm hại con gái tôi. Người cha ngậm ngùi, nhiều người dân ấp Tân Hưng chia sẻ, nạn nhân là một người phụ nữ vui vẻ, dễ mến. Một người hàng xóm cho biết, cô ấy sống tốt lắm, không cãi cọ, lớn tiếng với ai một lời. Tuy nghèo khó nhưng lúc nào cũng lạc quan, tháo vát. Về phần hung thủ, đối tượng thuộc thành phần bất hảo tại địa phương nên người dân rất e dè. Nhà này dữ dằn lắm, từ cha cho đến anh em của Thanh đều vào tù ra tội. Thanh tuy chưa có tiền án tiền sự nhưng cũng là ông trời con ở cái ấp này. Một người dân tiết lộ là con trai út, chưa vợ con nên Thanh sống chung với cha mẹ. Mặc dù gia cảnh khó khăn nhưng Thanh không chăm lo làm việc mà suốt ngày tụ tập bạn bè, ăn nhậu, quậy phá hàng xóm. Rất nhiều lần, công an xã mời Thanh lên giáo dục và cho làm cam kết không tái phạm. Anh Huỳnh Văn Mến, công an viên xã Hiệp Hưng cho biết, mỗi khi Thanh bị công an mời lên làm việc, thì gia đình có những hành động bao che và chửi bới, thách thức lực lượng chức năng. Thanh đã từng bị công an mời lên làm việc vì có hành vi chiếm đoạt tài sản. Điều đặc biệt hơn, Thanh là đối tượng được biết đến với hành động thả dê ở khắp nơi. Thanh đã hai lần có ý đồ xấu với hai người phụ nữ đã lớn tuổi, ngụ cùng xã, nhưng không thành. Mấy tháng trước khi xảy ra vụ án mạng, Thanh qua ấp bên cạnh ăn đám cưới rồi lén mò vào giường của người ta. Bị phát hiện, hắn mới co giò bỏ chạy. Cứ mỗi lần bị phát hiện hành vi bị ổi của mình, đối tượng Thanh lại bỏ trốn khỏi địa phương. Đến khi mọi chuyện lắng xuống thì mới chịu mò về nhà. Những nạn nhân của Thanh vì không có chứng cứ và lại sợ hãi tiếng tăm của gia đình Thanh nên cũng ngậm ngùi bỏ qua. Có một lần Thanh đến nhà bạn ở thị trấn Búng Tàu chơi. Sau chầu nhậu, thấy bạn của mình dẫn người yêu vào phòng tâm sự, Thanh cũng mon men lại gần. Chờ người bạn hành sự xong, anh ta đi thẳng vào phòng đòi quan hệ với cô gái. Trước yêu cầu ngang ngược của Thanh, cô gái thẳng thừng từ chối thì bị anh ta chấn lột 1,7 triệu đồng trong túi quần rồi bỏ trốn. Ngoài những hành vi trên, đối tượng Thanh còn thường xuyên tham gia gây gổ với những thanh niên trong xã. Với hành vi phạm tội nghiêm trọng của mình lần này, người dân nơi đây tuy rất hoang mang nhưng cũng không giấu được sự vui mừng khi đối tượng côn đồ này bị tóm gọn và sắp sửa bị pháp luật trừng trị. Tại nhà văn hóa thị trấn Bún Tàu, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã xét xử lưu động vụ sát hại, cưỡng tình gây chấn động dư luận tại địa phương do Phạm Văn Thanh thực hiện. Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt Thanh tổng mức hình phạt cho các tội danh là tử hình. Ngoài ra, Thanh phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 220 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.